được dâng lên đăng trà, quả được dâng lên ninh lòng tin bái thích số tin để mẫu cửu rồi. Đền nhất thiên tiên cung thịnh mời mẫu đền nhất thiên tiên, tăng phong chế thắng xe loan mẫu cửu về an thái thôn quê chân phù dày, an thái thôn quê nghĩ hương thiên bản nhạt đi mẫu bài chân. Cột cách thanh tân định dòng nghĩ cột cách thanh tân, mười năm định ra kết hôn nhân nì xương tì lô nhạc xa nhịp pháp dưới mong muôn chư vật tài ơi đất xa văn. Vì giờ kết thương vân thành nghị vương ân chư vật đến toàn thân. Nam mô nhạc cung sang Bồ Tát Ma Tát, Nam mô nhạc cung sang Bồ Tát Ma Ma Tát, Nam mô nhạc cung sang Bồ Tát Ma Ha Tát. Thánh gia hồi cung đệ nhị địa tiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhị địa tiên đích xưa sinh thánh nghi trong biệt thự đại sắc. Bát cảnh rành rành in đồ, bát cảnh rành rành lầu tần hà xanh thị thành khôn. Chiến đàn này cả đô nhiệt minh vương gia du từ bầu lực vương hòa đời đắc thanh nương chi tâm kim lương thất chu biến tập vương. Nam mô nhạc cung sang Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô nhạc cung sang Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô nhạc cung sang Bồ Tát Ma Ha Tát. Thánh gia hồi cung thành mẫu đệ tam mi cung thịnh mời, thành mẫu đệ tam chứ thật lòng nâng ngự biệt phù đời xuống nước ơn tụng dùng nghề phó thác bên dưới định chân nhang vân gọi dung tiên đường đi từ điện tài tìm kim nô bóng khoảnh khắc nhân luân tương miên mát thập phương tích nhận ra dung miên tạo từ tài trường cái quang dòng nhan thần tờ diệu khai quang chiếu từ trung ngã tích đang cùng giảng kim phục thần cận thánh chú tin trung vương thánh gia hồi cung có lệnh truyền ra đức thánh âm nghe có lệnh truyền ra các quan toàn bộ cũng là chư dinh nó vạn là thanh ngô minh đánh đông dẹp bắc cho an nước.
ấn trong tay mang an, dấu ấn trong tay ông luyện lên thành phép, kiếm dày nhân gian cứu đông thời đó bình an. Nên quyết để giúp dân giúp đời phép ông đôi má thu phình kỳ. Xin lệnh lấy huyết ông cứu người trần gian phép ông đôi má thu phình kỳ. Phúc lại tài tâm an càng thọ trường độ cho giống mạnh đôi đường.
truyền chỉ lệnh đám thanh đồng thì thơ thành không xa được nhạc nghi đã bên nữ duyên hải thần ngôn đi sớm tôi đi tới thời nghi cúc cùng trường thành hồi tam quang chiếu bao la thế giới bằng nguyện soi dần thiên nam thiên phong nguyệt vô biên ngôi đền thờ phong nguyệt vô biên gió thu dịu dắt nên khi tướng chung dền nhật quang trinh điệp đáng nghi như sự tích nghi cũ đất lạc nghi châu nghi tùy tổ sơn đi tinh đông nghi cuộc tìm chú giang
Tây Cương. Áng sơn danh tôi vương ngoan kỳ mà có ít dân nề phút đi đà lên tim thần nề thông biến hóa vô. Dành tiền chú trên ngàn lực lấy đi hoa phép màu nghề đã dậy khoai đinh. Oh,
điều sớm chiều mi cạn vàng. Tay tôi để bạc sừng vàng, đem cho chăm họ được giàu sang đường ngày đời, và đem cho chăm họ đời đời giàu sang. Bác đi cho tiền tốt lộ gì, bồng bụng do lắm vì đây cho nhiều. Bán đi cho dài ngất sang nhiều. Trên đi đón buông nghi, sơn đi tòa ngưỡng tình nghi. Chú thường mệt chắc răng, hiền hình nghi bách nhân. Dánh tim chú trên gan mì lưng lầy, hoa phép màu đã dậy thần oai tù lòng. Bảo lạc lên tam cử thank you.
quan tờ văn đường võ lương ban đóng đọc quân chiến văn vọng đôi hờ tiền binh văn mã hằng hờ kêu sang lệnh chiến nhất đôi văn cưng sớm đi kim ngân ông về tâu đôi người chép biên gió gió phi cho nhị đường trang sinh thank you.
bút phê khai. Cầm viên sư thương quan đáo lại đụng chỉ tỏ sai binh bộ binh tỷ. Khát quang dòng nhan thân cờ diều khai quang chiếu tự trung. Ngã tích tăng cung giả kim phục hoàng thân phật thánh trung tin trung vương. Văn sứ thượng lai trình quan giám sát cải chép biên dòng dòng phi cho nhị đời trang sinh. Nhị đời trang sinh phi cho nhị đời trang sinh đức ông náo để người giáng tên ra ngoài. Vàng mắt vượng râu rồng, dung nghi tuấn tú
lâm hồng còn uy phố, lạnh sắc rồng nghề cai ngự nam thiên. Thần tông vâng mệnh cử thiên, thanh sơn bích động mọi miền ông quan. Đền đài uy quang lồng lộng, phép thần thông mà chỉ dùng ai đương nghịch. Ngờ trên khắc họ uy cường, đi mây về gió mà bốn phương ông đổ người. Phật Như Lai pháp kinh tam tạng, hiện công tu cho sáng rằng như bể khó tìm đường mà lành xa. Mượn báo Việt cùng thuyền bát nhã, vượt sông mê cho bờ giang tới nơi. Trên nót tim cảnh vật đi bầu trời, bồng lai thế giới đón người đi tiền tu. Hỏi khách dày nhân tiết mỹ, có ai mà dám ví cùng hoa thanh gia hồi cùng. Đế quốc Đông Đình còn vua, thoái quốc Đông Đình để tam thái tử giáng sinh phù đời. Quan lớn đường đứng nghe là quốc sĩ vô nghi xong nghi. Chỗ tài bị xuất trận nị đại phong ích nghi lệnh lực. Biến gió rào phê cho nhị đời trang sinh.
dâm khấn nguyện nông chứng tâm lòng thành đệ tử nay cắt xin âm. Xin âm mong cắt đệ đồ cho duyên trần ông về lại cắt xin âm. Thành kính kêu ông xin âm, thành kính kêu ông xin âm mong cắt đệ đồ cho duyên trần đồ cho con có đồ. Nghiệp chướng ông danh vần hóa công ông về xin âm. Chiếu
giang Nam Bình là con phố hỏi quốc Đông Định để tam thánh từ giáng sinh quan phủ xem sử sách anh hùng cai thế có ai bằng nghề ông lớn để tam mắt rồng trói trói long nhàn gươm thần giáp bạc mãi đường xanh cành phép thần thống yêu ma khiếp sợ nghịch nổi lôi đình tố lốc muôn phương bạch hạc thì một hồi chuông đầu rồng thấy rõ trong sương bị rùng rợn truyền các tướng mau mau đón rước nghi tướng nhà trời áo giáp đai cần ninh trên trời nổi trận phong vân bốn phương tam mương cho mình mong biển trời nhu lên mặt nước cuồng phong vẫy vùng mình ngũ sắc trên trời quần quần đi kiếm song tay rẽ sóng hiện lên đùng đùng sấm động kinh thiên mưa u chớp giật mà uy nghi tương dạo chơi ngũ hồ tắm tú muôn nơi bằng bằng trăm mái trèo bơi dập gì dễ mây vào thầm nơi tiên giới vượt sông ngân quan tợt với sao trăng buồn vì tình tố lòng lành đánh chuông cập bên chứng thần thông giữ trời trông cầm canh chiêng kêu ni anh ỏi lốt thanh hoàn mà chim nổi sứ man chiều đình văn võ bá quan sai lên đón rước đức để tam lên trời luận võ thuật ai hằng mà giam xanh nghịch so văn tài trung chính ai đương nghịch xích đằng cho chi lạnh giang uy danh ông lớn dậy vang khắp vùng xem sử sách anh hùng cái thế có ai bằng nghề ông lớn đệ tam mắt rồng trói trói lòng nhan gươm tần sát bạc mà ai đương xanh tay có khi chơi lòng trình
nước lộ sang nghe thường ngàn trời trốn tinh quang vượt cả thác cây chư thác con bồng bềnh. Tiếc rồi về nơi thị phố đóng cần đài y mũng vào tông thành ra hồi trời cho sắc rồng vô phong nghi cho trói sắc rồng nghi quyền quan đệ tử uy hùng dậy vang. Về một môi
Ninh Giang, Chính Hoàn đi quê nhà, sống thiên kỳ để ngã ba kỳ. Thuộc ngoại xâm nông giặc
không nổi rơi trùng vùng đám quét sạch nghi thù trong nghi giờ trên niên ngựa sinh vì đời thác chờ muôn dân ra ngoài cứu nước vì đời một lòng quan lớn tuần ngài cứu nước cứu muôn dân vì
tài văn vốn công đầu ông thao lược nghĩ chi thần thông mà giữ nước an dân nghĩ tài trai gương sáng trung thần hoàn gian trái nghiệp tầm thân mi đông dần mà cùng tiến hoa dâng nghịch trái thơm quả ngọt con đắng trà không đầu khấn đáo cửa nhà được an vui khi thong thả bàn trà ông điểm nước họp bàn tim tiêu thuốc thì âm dập dìu hầu hạ dư trăm cô dâng khăn ngự cô lại dân xin cả lên thiên đình khâm thường ngọc ấn lệnh truyền ban phó ấn bình nhung nghe tà ban văn tướng anh hùng hiếu ban vũ tướng chữ hội đồng dưới trên hầu lưng đeo mi kiếm sắc tùy lành thành chữ cờ phất trông dùng có tên nông nổi trần đùng đùng ba đào sóng gợn mà nước tuôn hai hàng khi hiện ra tam đầu kiều vi giữ thủy để cho nước rẻ làm đôi thấy chỉ mặt đức chữ hiền đôi ông bạch xa lệnh cửu trùng quyền trao ông chức sự giáng ngự về ông cứu từ độ sinh đêm ngày cho trực thiên đình sò son sò mực ông đã tình lò lòng ngược lên ông cứu nhân độ thế nước ngoài trời xưa chỉ quân sinh nghe cho muôn năm mong mà đền đình có quan để cô chữ sống tranh nhiệm mong cho thôi lại trở xa đi cưới tướng bạch hổ lên chầu thượng tiền thánh thượng ngàn thiên dâng văn tín chú trên ngàn đề đồng nghi cuồng tuần con đi giang điền chức đây lúc cách quyền quyệt lặng ông sao ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngược gánh nghiêng con mắt lâu cay và chiều lên trên núi đỏ lại về ngàn đi sách thượng ngàn tôi tô tôi lịch
về theo
nhìn tốt lộ rề, bồng lục cho nắm vì đây cho nhiều, bàn đi cho dài vất sang nhiều. Lệnh diệt tao sông Đà
nước dày gì ra. Mưa tổ chi tại sân nhạc đêm đêm tư bi
răng măng chè măng nữa tôm làm trà đời. Mênh mông mênh mông tìm ngược mẹ thôi. Thuyền rồng chu thác dạo bởi con sông Đà. Chiếc thuyền rồng treo trời trên bến ngọc nghênh. Dọc sông Đà dạo khắp suối nghe ba miệng suối rút trèo về. Quan họ quan ơi quan họ quan 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 họ quan quan ơi họ dù quan trèo vào cho tới bông mai chơi hồ ba bì mười hai tường ngang dân quê quê rừng lan rừng cúc ních rừng bạch mai rừng trúc rừng thơm con đường lên nuốt lượn khúc rồng mì con hò quan ơi quan quan hò quan 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 hò quan là hò rồng quan biệt trong chiều khai mở công chúa đang là một nữ anh hùng nghi quan họ quan ơi quan quan họ quan 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 họ quan là họ dỗ quan anh à, lên tắm đẹp thác bờ mới hay phong cảnh bao la mình yêu tình nghề dưới chân núi sập xình lưỡi ngang lò tiểu phu đốt củi rừng soi ơi à sàn này mấy lớp mình cầu thang mây nhẹ gót dung dinh tắc
kè gióng ra cầm mì cánh. Cầm mì cắt nghe đàn mì ong mà lấy mật dạo quanh nhà xa. Dưới chân núi măng giang nề măng nương, cùng măng trên nấm mọc thơm bay khế chùa sung chát gừng mì cay.
dâm hoa thoáng điểm thu hồ soi điều điều dáng tim đương mê tha thướt ninh cô nhịp chèo sông nước mênh mông rừng xanh xanh núi xanh xanh nghe mây xanh anh bóng để dòng thương nhanh lùng
nhiệt múa sông Đăng, sông Đăng trầu múa dịu dàng mẹ bè vai lưng đai vạt ngắn đi vạt dài, tay cầm đuôi đúc múa một bài sinh thật là duyên ngồi để mở tình tình tăng tình xuân thoại đẹp hư thì tình tình tăng tình. Khi mi hồi họp sắm ba cô thô màn
hiện ra người già bán hàng nghỉ chơi sơn lâm rừng vắng đuôi đồi tiếng nghe